Cũng tại hội nghị về sông Mekong và môi trường, phóng viên FBNC đã có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quan điểm của Bộ và những quan ngại xoay quanh tác động của biến đổi khí hậu và các dự án đập thủy điện tại thượng nguồn Mekong đến đời sống và ngành nông nghiệp tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lưu vực cuối cùng mà dòng Mekong đi qua trước khi đổ ra biển. Thưa ông, thì liệu vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long và cái trung tâm nuôi trồng thủy hải sản lớn nhất nước là đồng bằng sông Cửu Long có bị ảnh hưởng bởi những cái dự án ở thượng nguồn? Rõ ràng rồi, chúng tôi ở Bộ Nông nghiệp thì càng phải lo ngại vấn đề ấy. Bộ quan điểm như thế nào nếu như mà các nước thượng nguồn họ bắt đầu triển khai các dự án thủy điện? Chúng ta sẽ cố gắng để mà đấu tranh trong khuôn khổ Mekong ấy, để làm sao mà chỉ xây dựng khi mà trả lời được hết là những cái này nó không tác động đến hạ nguồn thôi. Thưa ông, trong lúc chờ đợi các nghiên cứu kỹ lưỡng của các nước và Ủy hội sông Mekong về các tác động, Bộ có giải pháp gì trước mắt? Chúng ta đang đi một số giải pháp, cả công trình, cả phi công trình. Về công trình thì những cái vùng mà có nguy cơ cao, như tôi vừa nói đấy, Bắc Bến Tre, thì hiện nay chúng tôi cũng đang vận động các nguồn ODA để xây dựng các công trình để chống xâm nhập mặn, đặc biệt là các hệ thống các cống và đê. Một số vùng khác nữa, các cái giải pháp phi công trình thì chúng ta phải có những cái giải pháp để quản lý nguồn nước một cách giảm thiểu nhất cái rủi ro. Mà cái hội thảo hôm nay chính là một cái công cụ để giúp mình ra quyết định. Tức là cái nghiên cứu để giúp mình công cụ ra quyết định dự báo tốt để chúng ta có thể là cảnh báo là cái vụ mùa nào thì diện tích trồng những cái vùng mà bị ảnh hưởng thì ta trồng lúa đến đâu. Rồi ví dụ như là chúng ta nói lún ảnh hưởng đến ngập thì chúng tôi đang đánh giá rất là nhanh cái việc khai thác nước ngầm. Và sau đó cũng phải tìm cái giải pháp cấp nước ngọt để phát triển nuôi trồng thủy sản mà không lấy từ nước ngầm nữa, chẳng hạn như thế.